thứ rồi anh em ơi, phát nổi luôn. Chiếc này mới vớt lên nghe anh em, bơm nước vô qua cầu tự xử luôn, tự chìm luôn. Rồi tiếp tục là cái hành trình mình đi nhận lúa nghe anh em. Trời ơi. Hello anh em, thì hôm nay mình đi nhận lúa Sóc Trăng nữa nha. Đi chuyến rồi hết một chuyến này, hai chuyến này thêm chuyến nữa, mà cái chuyến rồi mình vừa về là cái chiếc ghe này, chiếc xà lan này nó bị chìm nghe anh em. Nó từ ở đâu mình đi vô trong ngã năm không biết nha. Nói chung là bây giờ mình kể xương lại cho anh em xem vậy, là nghe vậy nè. Nói chung là vô cầu ngã năm để xuống Phú Lộc Thanh Trị đó anh em, mà vô dưới cái cầu ngã năm không vô được ha. Rồi đậu đó bơm nước mà đậu đó thì nó chặt quá mới kéo ra. Nó kéo ra xe lại đằng cầu quốc lộ này nè, đằng cầu Xuyên Á gì nè. Rồi mới bơm ha, rồi bơm rồi đậu tại chỗ đó anh em, bơm rồi nó xà lan ta chạy ngang ta giật á, nó sụt sạt nước quá nó chìm luôn nguyên chiếc gần cầu, chiếc cua bé chìm xuống luôn nha. Trục vớt mấy ngày luôn nha anh em, 5-6 ngày luôn nha. Thì nó cũng rất là khó khăn ở Cà Mau, ta lên trục vớt lận luôn. Để anh em nào biết rõ cái này thì comment xuống cho anh em khác còn được biết nha. Để vớt lên rồi là chiếc cua bé ta rửa sạch rồi, còn chiếc sáng cẩu thì nó còn dơ lắm chưa rửa ha. Rồi giờ bắt tiếp tục cái hành trình đi nhận lúa nha anh em. Mấy cây sắt y đó là người ta cầm, người ta kéo lên đó, mà người ta cầm ở trong bờ nha. Hôm nay lấy ra đem ra đó cầm rồi đó. À, anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Bơm nước vô chìm tại chỗ luôn. À, nó sụt sạc đó anh em, mà ở trên cái cu be với cần cẩu nằm trên cho nên xà lan nó hút, nó sụt sạc nước nó chìm nha. À, anh em nào biết rõ thì comment ha. Mình thì chỉ nghe người dân ở đây người ta nói lại nhiêu đó thì mình truyền đạt lại cho anh em theo vậy thôi. Ai biết rõ thì comment cho mình ha, cho anh em khác cũng được biết. Rồi tiếp tục là cái hành trình mình đi nhận lúa nghe anh em. Trời ơi. Rồi bên một bên là Hậu Giang, một bên là Sóc Trăng ha. Cái bên tay phải mình là Hậu Giang nha, bên tay trái là Sóc Trăng ha. Bên Hậu Giang lá ve ra ngoài quá. Càng tưa lưa chứ đó. Cái đường này hình như là 10 năm về trước mình nhớ có đi một lần, là 10 năm 12 năm về trước có đi một lần à. Cả chục năm mà ừ. Cái đường này đi hồi một hồi đi khoảng chừng 20 cây số, khoảng 20 cây số là ra tới ngang, mười mấy cây số là ra tới ngang dừa nữa nghe anh em. Rồi đi tới ngoài cái đường này nè, là đi khoảng hai mười mấy cây số là tới ngang dừa hán, rồi chạy thẳng ra là Ba Đình luôn nha. Ở trong này là cái ngọn nè ha, một bên là Hậu Giang, một bên là Sóc Trăng, rồi chạy vài cây số nữa là tới cái Hậu Giang là tới Kiên Giang nha, còn bên Sóc Trăng là tới Bạc Liêu nha. Cũng như giờ là giáp Sóc Trăng hai bên ha, một bên này là Hậu Giang, bên này là Kiên Giang của Sóc Trăng, rồi một lát nữa là tới Bạc Liêu bên đây trước. Ở bên đây vẫn còn là Hậu Giang nha. Rồi lát nữa là vài cây nữa là tới tiếp tục là bên đây là Kiên Giang, rồi bên đây là Bạc Liêu ha. Đó. Đây là chạy thẳng hồi ra tới Ba Đình luôn nha anh em. Đi đường này vất vả, ngày xưa là mình có đi rồi nè, đường này nè. Quá trời lá lú luôn. Ngày xưa là đi cái đường này nè, hai anh em mình đi ha, là cái ghe mình hồi đó mục dữ lắm, ghe Nhật Tân giờ đang đi đó nè ha, mục dữ lắm, chở 6 mấy tấn. Đi đường này mình nhớ có nhảy còng còng nè, nó cạn nó nhảy còng còng luôn á. Thay vì đi lên từ ngã năm mình đi lên Long Mỹ mình không đi đó, đó cái cầu Long Mỹ đang làm đó, đang đi né vô đường này đi về ngã ba nước trong á nè ha, đi về Vị Thanh á, về Dòng Riền á, mình đi ra đường này đi về ngã ba nước trong nè ha. Nó nói vậy anh em hình dung được ha.
từ từ ngã năm Sóc Trăng nha, đi đi hướng lên Long Mỹ, đi tới ngã ba Trà Bang quẹo trái ra đây ha, rồi đi về ngang Dừa nè. Nói vậy anh em hình dung được ha. Mình đi khoảng chừng 4-5 cây số nữa tới lúa nha. Ngày xưa đi cái đường này nè, ra đây hồi một hồi có cái đường nhỏ xíu nữa, nó có cái tắc á, nhỏ xíu à, mà nó cạn ngách à. Rồi hồi đó có thằng nhỏ kia nó chạy chiếc ghe sắt, cha nó đưa cho nó lái mà nó lái ra lớn lớn á, nó không biết bớt ra nữa, hết nước nó nhán đâm vô mình rồi, hồi đó hết hồn cái con đường này. Vài cây số nữa là tới lúa nha anh em, khoảng chừng 4-5 cây số nữa là mình lấy cái một bên giáp Hậu Giang giáp với Bạc Liêu ha, là cuối Hậu Giang đầu Kiên Giang, bên đây là cuối Sóc Trăng đầu Bạc Liêu ha. Đó, năm bữa nay lấy lúa khô nữa nha anh em, mình mới bơm rồi được một chuyến ha, nay là đi lấy một chuyến nữa nè. Mùa này mà có lúa chở là mẹ của Trần Minh này ha. Hôm nay nằm không nay được chuyến này nữa, hai chuyến là mẹ Trần Minh rồi. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh là và like các ủng hộ kênh mình nha. Cái đường này vất vả quá, nó dính một nùi rác ở dưới luôn rồi, gỡ cái mới được. Rồi bây giờ là tình hình không ổn nha anh em, quay trở ra nha, không biết quay nổi không đây nữa nè, tiếng thối lưỡng nan, giờ vô là không có phương nào vô nổi, tại vì ở ngoài sông lớn nước nó trôi tới trôi lui anh em, gió nó bê đồ mình còn lấn lục bình còn đi được, ở đây 7 cây số nữa mới tới đống lúa, là nó ăn dày mà nó nở ra về không à, nước nó nằm á là lục bình nó nở ra là không khi nào mà ghe không mình đi nổi hết trơn á nha. Vô tới đây là dữ lắm rồi, giờ không biết quay trở ra quay nổi hay không nữa. Đi cái đường kia giờ ra, đi đường kia thì cầu nó thấp ha, giờ quay trở ra đi thì tính, ráng quay cái đi. Quá tại nó đặt kẹo về, mà tại vì sông này sông nhỏ, nếu mà đặt về là vô phương mình đi nổi. Rồi quay được rồi, giờ đi vòng đường kia thì nghe nói cầu thấp nữa, xa hơn cầu thấp nữa, không biết có lọt cầu hay không nữa. Dầu mắt chạy kiểu này thì chết luôn. Mùa này lúa ít nè anh em, ghe nằm không mà ghe ế á, bên hàng nó mướn giá rẻ không à, chạy được chạy không được thôi, người ta không ép, nói chung là người ta không cần thì mình đối với mình phải chạy thôi, nó thẳng vậy đó, mình không chạy người khác cũng chạy à. Đó bây giờ đi mà anh thôi nè, trúng cái chỗ dễ lấy này nó còn được dư được chút đỉnh ăn dầu, tại dầu mắc quá, đi mà trúng mấy cái kèo này thôi rồi luôn. Chưa biết có vô được hay không nữa nha. Rồi anh em xem clip nhé, đăng ký kênh và like các ủng hộ kênh mình nha. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau ha. Bye bye đi.